Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, bản dịch của dịch giả Ban Phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành. Phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời Đao Lợi. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc ấy không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Maha Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ, thần thông không thể nghĩ bàn, điều phục những chúng sinh can cường, khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui. Rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng rỡ, lớn như là vầng mây sáng đại viên mãn, vầng mây sáng đại từ bi, vầng mây sáng đại trí huệ, vầng mây sáng đại bát nhã, vầng mây sáng đại tam muội, vầng mây sáng đại kiết tường, vầng mây sáng đại phước đức, vầng mây sáng đại công đức, vầng mây sáng đại quy y, vầng mây sáng đại tán thán. Đức Phật phóng ra không thể nói hết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu như là tiếng đàn ba la mật, tiếng thi ba la mật, tiếng sàn đè ba la mật, tiếng tỳ ly gia ba la mật, tiếng thiền ba la mật, tiếng bát nhã ba la mật, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng đại trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế xong, từ thế giới ta bà và các cõi nước phương khác có vô lượng ức thiên long quỷ thần cũng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung. Đó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Vô Tường, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tường, Phi Phi Tường Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà, như thần biển, thần sông cái, thần sông con, thần cây, thần núi, thần đất, thần suối và ao đầm, thần cây con và hạt giống, thần ngày, thần đêm, thần hư không, thần trên trời, thần ăn uống, thần cỏ cây và gỗ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có chư đại quỷ vương ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà, như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: ông xem tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thủ Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: ngay ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại, nghe lời Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn thiên long bát bộ và những chúng sanh đời vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: ví dụ trong cõi tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa đai tre, lau núi đá bụi bặm, cứ mỗi vật một số, mỗi số là một con sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới, rồi trong mỗi cõi giới cứ mỗi hạt bụi là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát
chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tùy dụ ở trên, huống là những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe thấy danh tự của Bồ Tát đó, rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường cho đến tô vẽ chạm khắc, tạc đúc, sơn thép hình tượng, thì người ấy sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời tam thập tam, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Này Văn Thù Sư Lợi, không thể nói hết, không thể nói hết. Số kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là con trai của một vị đại trưởng giả. Thuở đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cổ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Lúc bấy giờ, con trai vị trưởng giả thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, bèn bạch hỏi Đức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế. Khi ấy, Đức Sư Tử Phấn Tấn Cổ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo con trai vị trưởng giả rằng, muốn chứng được thân tướng này, cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, bấy giờ con trai vị trưởng giả nhân đó liền phát nguyện rằng, từ nay cho đến tận vị lai kiếp, chẳng thể tính đến về sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà quảng thiết nhiều phương tiện, làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, nên đến nay đã 100.000 vạn ức na do tha không thể nói hết số kiếp mà vẫn còn làm vị Bồ Tát. Lại không thể nghĩ bàn A Tăng Kỳ kiếp về trước, thuở đó trong đời có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Thọ mạng của Đức Phật ấy là 400.000 muôn ức A Tăng Kỳ kiếp. Trong thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn nhiều đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ. Song bà mẹ lại tin theo tà đạo, thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Tuổi ấy thánh nữ lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, nhưng bà vẫn chưa tin hẳn. Và chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, thần hồn bị đọa vào địa ngục vô gián. Lúc đó thánh nữ Bà La Môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác, bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem đến chùa tháp thờ tiên Phật mà làm đại lễ cúng dường. Trong một ngôi chùa kia, trông thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ mọi trí huệ. Nếu Đức Phật còn tại thế thì sau khi mẹ tôi mất, thẳng như tôi đến bạch hỏi Phật, tất biết được mẹ tôi, nơi mẹ tôi thác sanh. Lúc ấy, thánh nữ Bà La Môn cúi đầu khóc rất lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Như Lai. Bỗng nghe trên không trung có tiếng bảo, này thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bạch rằng, chẳng hay đức thần nào đã giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Bấy giờ trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật quá khứ, Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, mà ngươi đương chiêm lễ đó. Thấy ngươi thường nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ Bà La Môn nghe nói xong liền nhảy chồm lên và bị té rớt xuống, các khớp tay chân đều bị tổn thương, những người ở cạnh bên liền đỡ dậy. Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng chân hư không rằng, cúi xin Đức Phật tử bi thương xót, bảo ngay cho con rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Lúc ấy, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong, người hãy mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời sẽ biết được chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Bấy giờ lễ Phật xong, thánh nữ Bà La Môn liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Thánh nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rào bên này xua đuổi bên kia, và thấy những trai cùng gái số nhiều đến 100.000 muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển.
bị các thú dữ giành nhau ăn thịt, lại thấy các dạ xoa hình thù khác nhau, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chìa ra ngoài miệng, bén nhọn, dường gươm. Đang lùa những người tội đến gần thú dữ, rồi chúng lại tự trục bắt, túm quắt đầu chân lại với nhau, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ Bà La Môn nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp hỏi thánh nữ rằng: "Lành thay Bồ Tát, do duyên sự gì mà ngài đến chỗ này?" Bây giờ thánh nữ Bà La Môn hỏi quỷ vương rằng: "Đây là chỗ nào?" Vô Độc đáp rằng: "Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi." Thánh nữ hỏi rằng: "Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật chăng?" Vô Độc đáp: "Thật có địa ngục." Thánh nữ hỏi rằng: "Này tôi làm sao được đến chốn địa ngục?" Vô Độc đáp rằng: "Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến được." Thánh nữ lại hỏi: "Do duyên cớ gì mà nước trong biển này sôi sùng sục và có những người tội cùng các thú dữ như thế?" Vô Độc đáp rằng: "Đây là những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù đẻ mới chết, quá 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho, lúc sống họ lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm lấy địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này trước. Cách biển này 10 vạn do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ ở đó còn gấp bội chỗ này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó càng trội hơn, do ác nhân của tam nghiệp cảm vòi ra và gọi chung là biển nghiệp, chính là chốn này vậy." Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: "Địa ngục ở đâu?" Vô Độc đáp rằng: Ở trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, bậc kế có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến ngàn trăm, cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: "Thân mẫu tôi mới mất gần đây, song không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào." Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: "Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì?" Thánh nữ đáp rằng: "Thân mẫu tôi tả kiến khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin nhưng rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ thác sanh về đâu." Vô Độc hỏi rằng: "Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì?" Thánh nữ đáp rằng: "Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi tên là Duyệt Đế Lợi." Vô Độc chắp tay thưa Bồ Tát rằng: "Xin thánh giả hãy trở về và chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con trai của bà có lòng hiếu thuận vì mẹ mà thiết cúng để tu phước và bố thí chùa tháp, thờ đức giác hoa định tự tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được an lạc, đồng được thác sanh cả." Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Thánh nữ Bà La Môn dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết các việc rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức giác hoa định tự tại Vương Như Lai mà lập hoằng thệ nguyện rằng: "Tôi nguyện từ nay cho đến tận vị lai kiếp sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ mà quảng thiết phương tiện khiến cho họ đều được giải thoát." Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Quỷ vương Vô Độc ngày trước nay chính là tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Bồ Tát Địa Tạng vậy." Phẩm thứ hai, phân thân tập hội. Lúc đó phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ các nơi có địa ngục trong trăm ngàn muôn ức không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai, phân thân từ mỗi phương hợp cùng những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo, cũng đông đến số ngàn muôn ức Na Do Ta, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến ấy, thầy đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa, làm cho vĩnh viễn không còn thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những chúng sanh này từ nhiều kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, chịu khổ trong 6 đường không lúc nào tạm ngừng dứt.
nhờ lòng từ bi quảng đại và thệ nguyện thâm sâu của Bồ Tát Địa Tạng, nên tất cả đều chứng được quả vị. Khi đến được cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát trong trăm ngàn vạn ức, không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết vô lượng A Tăng Kỷ thế giới, rồi dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh căng cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo thói ác. Ta cũng phân ngàn trăm ước thân rộng lập ra nhiều phương tiện, hoặc có kẻ có lợi căn nghe thấy liền tín thọ, hoặc có kẻ có thiện quả phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu, hoặc có kẻ ám độn phải giáo hóa thời lâu mới quay về, hoặc có kẻ nghiệp nặng chẳng sanh lòng kính ngưỡng. Ta bèn phân ra nhiều thân để độ thoát những hạng chúng sanh, mỗi mỗi sanh khác như thế, hoặc hiện thân người nam, hoặc hiện thân người nữ, hoặc hiện thân trời rồng, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện ra núi rừng, nguồn sông đồng bằng, sông rạch, ao hồ, khe suối, giếng nước, để làm lợi ích cho con người, khiến tất cả đều được độ thoát. Hoặc hiện thân thiên đế, hoặc hiện thân phạm vương, hoặc hiện thân chuyển luân vương, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc vương, hoặc hiện thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, cho đến các thân thanh văn, la hán, bích trì, Phật, Bồ Tát, để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Ông xem ta trải qua biết bao số kiếp cần cù khó nhọc độ thoát những chúng sanh căn cường đầy tội khổ, khó khai hóa như thế, còn những kẻ chưa được điều phục thì phải theo nghiệp mà chịu báo ứng.